Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba phối hợp thực hiện. Trong vòng 24 giờ qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên cả nước có những diễn biến gì đáng lưu ý? Ông kính an ninh sẽ kết nối cùng chúng ta ngay sau đây. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Thiên, 31 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tối ngày 21 tháng 1, lực lượng công an huyện Xuyên Mộc tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 328. Khi đến đoạn thuộc địa bàn tổ 2, khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, đã phát hiện Nguyễn Ba Thiên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Thiên đang tàn trữ hai gói ni lông hàng kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Thiên khai nhận hai gói trên là ma túy đá, được đối tượng này mua về để sử dụng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng quận 2 của thành phố cũng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng quan ngại là đường dây này được cầm đầu bởi một gia đình 5 thành viên. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra. Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện trên xe của đối tượng Nguyễn Ngọc Cường sinh năm 1981, quê tỉnh Hòa Bình, có một gói ni lông chứa chất ma túy vào chiều ngày 18 tháng 1. Công an đã lần ra nguồn cung cấp ma túy từ Nguyễn Hoàng Anh Khoa, sinh năm 2000, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra nơi ở của Khoa, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy bên trong nhà do cha mẹ ruột của Khoa là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1977, Phan Thị Anh Thảo, sinh năm 1978, đứng ra tổ chức. Theo cơ quan công an, vợ chồng Long và Thảo đã mua bán ma túy được một thời gian dài, sau đó lôi kéo ba con ruột, con rể vào đường dây để cung cấp ma túy và tổ chức tiệc ma túy cho các con nghiện. Thưa quý vị, nỗi đau từ những vụ tai nạn thảm khốc tại tỉnh long an hay tỉnh hải dương đang vẫn còn nhức nhối nguyên nhân là do các tài xế điều khiển phương tiện xe container xe tải sử dụng ma túy rồi gặp ảo giác không kiểm soát được tình hình nhằm tránh những tai nạn như vậy tiếp tục diễn ra những ngày qua lực lượng chức năng của bộ công an và các tỉnh thành phố liên tục tổ chức tuần tra kiểm tra phản ứng ma túy đối với những người điều khiển phương tiện giao thông đặc biệt là cánh tài xế đường dài Nhờ vậy mà đã phát hiện kịp thời một tài xế dương tính với chất ma túy trong khi đang điều khiển xe 16 chỗ ngồi chở khách từ Hải Phòng đi Hà Nội. Chiếc xe 16 chỗ này đang chở 9 người từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đi Hà Nội. Khi đến trạm soát vé tại km 10 trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì bị cục cảnh sát giao thông Bộ Công an dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn và các chất ma túy khác qua thử nhanh của trung tâm giám định ma túy, viện khoa học hình sự đã phát hiện lái xe này dương tính với ma túy. kết quả với que thử miễn dịch ma túy là anh dương tính với que thử ma túy nhóm opiat. Sử lý mẫu nước tiểu sau khi test là mẫu nước tiểu được đựng trong không hai nọ thủy tinh ký hiệu M1 và M2, mỗi nọ đựng 20 ml nước tiểu. Mẫu M1 M2 được niêm phong bằng băng niêm phong có đầy đủ chữ ký và họ tên của những người có tên trên. Lái xe này tên là Đỗ Thanh Phương, sinh năm 1983 tại Hải Phòng. Theo tường trình của Phương, thì trước đó Phương có tham dự một tiệc liên hoan, sau đó có sử dụng rượu và một số chất kích thích khác. Giờ hát hòa nhảy nhót trong lúc say rượu thì nó đưa điếu thuốc lá ra, thì em cứ tưởng đây là thuốc lá thì cứ hút bình thường thôi. Đối với người lái xe thì chỉ lập biên bản uh, vi phạm hành chính trong cái quá trình sử dụng là sau khi phát hiện là có sử dụng ma túy thôi cái uh, lỗi này sẽ bị cước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Cùng với các biện pháp xử lý hành chính, lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của pháp luật. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện các lái xe có dương tính với ma túy trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng nói là trong hai trường hợp tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của hơn 10 người xảy ra gần đây thì cả hai vụ việc cơ quan chức năng phát hiện tài xế bị dương tính với ma túy. Thực tế này cho thấy, vấn nạn tài xế sử dụng ma túy đang là nỗi kinh hoàng đối với toàn xã hội. Chuyển sang những thông tin khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn quận Tân Phú, qua đó tạm giữ 72 đối tượng có liên quan. Đường dây đá gà ăn tiền được các trinh sát đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ở bãi đất Trống, phía sau nhà số 533 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do đối tượng Vũ Đức Duy tổ chức. Trường gà của Duy thu tiền sâu là 5% trên đồng số tiền của bên Thắng. Duy phân công 4 đàn em thực hiện các công việc tổ chức ghi số và thu tiền cá độ. Tại thời điểm kiểm tra trường gà, Công an đã bắt giữ 72 đối tượng, tịch thu số tiền đá gà hơn 600 triệu đồng. 82 điện thoại di động, 39 xe máy. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 10 giờ trưa hôm qua 23 tháng 1, tại phòng giao dịch của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đặt tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, đã xảy ra một vụ cướp táo tận, gây hoang mang dư luận. Nhưng đến rạng sáng nay, đối tượng đã bị bắt giữ. 3 giờ sáng nay ngày 24 tháng 1, Công an Thái Bình đã bắt giữ Lê Văn Cẩn sinh năm 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là nghi can trong vụ cướp. Kết quả điều tra ban đầu cho biết do nợ nần nên Lê Văn Cẩn đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sáng ngày 23 tháng 1, Cẩn đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng Arriban Thái Bình, đặt tại xã Vũ Tiến. Khoảng 9 giờ 54 phút cùng ngày, thấy trong phòng giao dịch có ít người, cẩn dụng bình xịt hơi cây xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng rồi đi vào phía trong quầy giao dịch chụp lấy túi tiền rồi lên xe máy bỏ chạy số tiền cướp được khoảng 200 triệu đồng sau khi gây án cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm như bình thường tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã thưởng nóng cho công an tỉnh 100 triệu đồng giám đốc công an tỉnh thưởng cho lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng công an tỉnh thái bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật Bản tin trước ông kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin trên website brt vn Rất mong nhận được những thông tin cộng tác của quý khán giả gửi về hộp thư điện tử trước ống kính brtavonggmail à com Xin kính chào, tạm biệt.